vừa thành tiên thần con cháu cầu ta đăng cơ chương 718, mệnh số vương tộc, phát ngôn cùng vọng, hai Không nghĩ tới đã nhiều năm trôi qua, Ngọc Nghiên Giật còn lo lắng hắn. Bây giờ Phù Nguyệt Thế Gia cũng không thiếu địa vị cùng quyền thế, nàng còn có thể chờ hắn, cũng tính không dễ. Khương Trường Sinh suy nghĩ một chút, rút ra một sợi tóc, đưa cho mộ linh lạc, nói. Lần sau gặp được nàng, đưa vật này cho nàng, có thể bảo đảm nàng một cái mạng mộ linh lạc tiếp nhận sợi tóc gật đầu nói ngọc cô nương thật không tệ xác thực có khả năng suy nghĩ một chút thân là thánh thượng thiên cảnh hậu cung chỉ có ta cũng rất quái nàng cũng nhìn rất thoáng phụ thân của nàng gia gia đều có tam thê tứ thiếp quy củ như vậy mới có thể mộ gia trở thành gia tộc cự phách cương trường sinh chỉ có nàng một vị hoàng hậu trong hậu cung cũng đưa tới rất nhiều chỉ trích trong dân gian để cho nàng thật tốt tập võ đi đừng động tâm tư nói cho nàng ta ở vị trí này cũng sẽ không quá lâu không sớm thì muộn sẽ thành tiên phi thăng mong muốn bắt kịp ta thì phải hảo hảo luyện công khương trường sinh bình tĩnh nói hảo hảo luyện công cũng có thể sống càng lâu tại thế giới võ đạo quyết định địa vị mình là võ đạo hắn không có quá nhiều yêu cầu về tình cảm của mình dù sao hắn đã là người sống lại một thế trải qua sinh tử hắn càng để ý sống sót hắn hiện tại cũng không rảnh rỗi đi nói chuyện yêu đương ngay cả thời gian bồi mộ linh lạc cũng không có bao nhiêu, sao có thể lại đến một vị nữ tử. Khóe miệng mộ linh lạc khẽ công nói. Lời này của ngươi cũng là nói cho ta nghe. Khương Trường Sinh đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, chẳng qua là cười mà không nói. Hai người chờ đợi nửa ngày, mộ linh lạc rời đi. Từ sau khi Khương Tử Ngọc lớn lên, nàng cũng rất ít ở trong hoàng cung, thường lên linh sơn tập võ, thân là hoàng hậu cùng với cường giả nổi danh thiên cảnh, nàng tự nhiên có tư cách một mực ở trên linh sơn không người nào dám có ý kiến xuân hạ giao tế bắt cảnh dò xét đến tình báo các tộc tới gần thiên cảnh tin tức cấp tốc truyền ra những trong năm nay tin tức liên quan tới thái hoang vạn tộc muốn vây công thiên cảnh sớm đã truyền ra đám võ giả thiên cảnh không có kinh hoảng ngược lại hết sức phấn chấn rất chờ mong có thánh thượng dẫn đầu bọn hắn tin tưởng nhân tộc có thể đánh lui hết thảy cường địch cụ cường châu nội thành châu phủ Dương Chinh, Từ Thiên Cơ, Khương Tử Ngọc, Khương Thiên Mệnh mấy người ngồi trong hành lang, đang nghe trinh sát tình báo. Thường Giao Lăng cũng ngồi ở chỗ này, trên mặt mang mạng che mặt, giống như tiên tử. Đợi trinh sát nói xong, Từ Thiên Cơ vất tay bảo hắn lui ra. Trước mắt thăm dò đến số lượng chủng tộc đã vượt qua 20 chi, còn đang tăng thêm, đại chiến lần này chính là nhằm vào toàn bộ thiên cảnh, chiều dài chiến tuyến trước nay chưa có, chúng ta nhất định phải sớm làm tốt bố trí dương chinh trầm giọng nói sắc mặt đầy nghiêm túc mặc dù đạo tổ rất mạnh nhưng chiến tuyến kéo đến thật dài tất nhiên chết rất nhiều người so với thắng thua trận này hắn càng để ý thương vong khương thiên mệnh chà sát hai tay nói chẳng lẽ có thể để cho ta lĩnh một chi quân đội khương tử ngọc đi theo mở lời ta cũng được vừa hay lịch luyện thiên cảnh vạn quân một lần cơ hội thuế biến chúng ta mặc dù đối mặt vạn tộc nhưng khoảng cách đến đại quân vạn tộc chân chính còn rất sớm, còn có càng nhiều chủng tộc đang ở trên đường chạy tới. Dương Chinh không có trả lời, mà nhìn về phía từ thiên cơ. Già nua từ thiên cơ cười nói. Dĩ nhiên có khả năng, ta cho phép. Nghe vậy, Khương Tử Ngọc, Khương Thiên Mệnh mặt mày hớn hở. Từ thiên cơ nhìn về phía thường giao lăng, hỏi. Thường cô nương, ngươi có lai lịch bất phàm, mặc dù điện hạ không có lộ ra, nhưng ngươi hiểu rõ thái hoang tất sâu hơn chúng ta ngươi cảm thấy thiên cảnh như thế nào mới có thể để cho vạn tộc thần phục thường giao lăng trả lời một mực chiến một mực thắng hoặc là chiến thắng thái hoang thần quân đáp án này nàng cũng không nói ra miệng cũng chỉ là lóe lên trong đầu của nàng đạo tổ không thể nào chiến thắng thái hoang thần quân ta cũng biết một mực tiếp tục đánh chỉ là muốn một trận chiến định càng khôn từ thiên cơ lắc đầu cười nói những người khác mở miệng phần lớn người đều cảm thấy không có khả năng bởi vì thái hoang thật sự quá lớn chủng tộc càng nhiều mong muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã gần như không có khả năng thường giao lăng không nói gì thêm mãi cho đến sau khi mọi người tản đi nàng tạm biệt hai người khương tử ngọc trở lại kinh thành một tháng sau nàng tiến vào hoàng cung bái phỏng khương trường sinh hai người gặp nhau trong ngự hoa viên nàng vẫn như cũ tới khuyên khương trường sinh Khương Trường Sinh cắt ngang nàng đang thao thao bất tuyệt, hỏi. Nếu là Thái Hoang thần quân chết rồi, tử hoàng thần quân có thể tiếp nhận Thái Hoang võ giới. Thường giao lăng sửng sốt, hoài nghi mình nghe lầm. Nàng hơi hơi nhăn lông mày, nói. Thái Hoang thần quân chính là thiên nguyên cực võ, mặc dù cảnh giới này không coi là nhất lưu bên trong huyền hoàng đại thiên địa, nhưng đối với người võ giới mà nói, đó là cảnh giới cao không thể chạm, võ đạo thông thần cùng thiên nguyên cực võ trên lệch khó có thể tưởng tượng, ta từng gặp chủ ta ra tay, loại tràn cảnh đó. Nàng không có nói hết, bởi vì nàng cũng không cách nào miêu tả những gì đã nói. Thương Trường sinh ra vẻ thở dài, nói. Thái hoang thần quân mạnh mẽ, trẫm đương nhiên sẽ không nghi vấn, chẳng qua trẫm không muốn rời đi thái hoang võ giới, trẫm cũng không thể buông tha nhân tộc, chỉ có thể lựa chọn đánh với thái hoang thần quân một trận, một khi trẫm thành công tru diệt thái hoang thần quân, có lẽ sẽ dẫn ra một chút cường giả. Nếu tử hoàng thần quân có thể tiếp nhận thái hoang võ giới, kia không thể tốt hơn, ngày sau tử hoàng thần quân có nhu cầu, thiên cảnh cũng sẽ hồi báo. Nghe xong lời Khương Trường Sinh, thường giao lăng có chút chần chờ, nàng mở lời. Điều kiện tiên quyết của tất cả những thứ này là ngài đến có thể thắng. Nàng cảm thấy Khương Trường Sinh quá cuồng vọng, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao bên trong thái hoang võ giới, Khương Trường Sinh xác thực tung hoành vô địch, chưa từng gặp được đối thủ, đổi lại là nàng cũng sẽ tràn ngập lòng tin đối với mình trẫm sẽ hết sức chẳng qua hy vọng tử hoàng thần quân có thể sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối dù sao thần quân chết tất sẽ ảnh hưởng cực lớn không thể vội vàng ứng đối khương trường sinh nhìn chằm chằm thường giao lăng nói thường giao lăng suy nghĩ tử hoàng thần quân dặn dò chỉ có thể kềm chế cảm xúc gật đầu đồng ý hai người không có trò chuyện bao lâu thường giao lăng hồi phủ khương trường sinh khó được không có luyện công bắt đầu uống trà ở trong ngự hoa viên. Đối phó vây công tiếp theo, dùng thần thông gì mới tốt đây? Khương Trường Sinh thổi hơi nóng trên chén trà, yên lặng suy nghĩ. Một bên khác, thường giao lăng nhanh chóng hồi phủ, sau đó lấy ra Ngọc Thạch liên hệ cùng tử hoàng thần quân, nói Khương Trường Sinh thỉnh cầu. Tử hoàng thần quân nghe xong trầm mặt. Hết sức rõ ràng, nàng cũng không tin Khương Trường Sinh có thể đối phó Thái Hoàng thần quân, nhưng đối phương chậm chạp không chịu đáp ứng phi thăng, nàng cũng không thể tránh được. Đã như vậy, ta sẽ chuẩn bị một chút, nếu như hắn chết, ta sẽ chờ đợi trường sinh đan của Thái Hoang thần quân, nếu hắn thắng, tiếp nhận Thái Hoang võ giới cũng có có ích cho ta." Tử Hoàng thần quân chậm rãi nói. Thường giao lăng nói. Mệnh lệnh Thái Hoang thần quân đã điều động vạn tộc, thiên cảnh nhân tộc lâm vào chiến dịch không ngừng lặp lại, đúng là mỉa mai nếu vạn tộc biết được thiên địa chi thần bọn hắn kính ngưỡng mong muốn luyện chế bọn hắn thành trường sinh đan cũng không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào tử hoàng thần quân bình tĩnh nói tự nhiên là không tin thường giao lăn thở dài một tiếng đây là nàng lần đầu tiên hạ giới ở lâu tại thiên cảnh nàng cũng nhận biết thế giới quan của sinh linh dưới đây đứng tại sinh linh võ giới góc độ đi xem ai có thể ngờ rằng thần sáng tạo thiên địa mong muốn luyện chế bọn hắn thành đan dược Nhân tộc bị vạn tộc tiểu trừ sao có thể suy nghĩ chủ sự sau màn là nhân tộc. Vạn tộc nghe lệnh báo ân như thế nào biết được bọn họ và nhân tộc sẽ có kết cục giống nhau. Mỗi tháng đi qua, Khương Trường Sinh không tiếp tục ngộ đạo, luyện công bình thường cũng sẽ lưu lại tâm nhãn, tránh cho mình luyện qua đầu, hắn đang chờ trận đại chiến thứ hai vạn tộc nhằm vào nhân tộc đến. Hắn đã cảm nhận được khí tức của hơn 25 loại chủng tộc khác biệt đang tới gần thiên cảnh, ở chỗ xa hơn còn có chủng tộc khác tới gần bọn hắn không có tùy tiện hành động mà có kế hoạch phân tán ra hình thành một cái lưới lớn muốn bao vây trọn thiên cảnh thanh thế vẫn còn rất lớn sách lược cũng không tệ phân tán đến xa như thế khương trường sinh một người rất khó cứu hỏa ít nhất trong mắt dị tộc sách lược này là có thể được đáng tiếc khương trường sinh vẫn có thể cứu hỏa vô luận chiến trường kéo đến bao xa hắn thật không sợ khương trường sinh dùng thần niệm tiến hành quan sát vĩ mô một lúc yên lặng suy nghĩ đoán chừng còn phải lại chờ một đoạn thời gian mới có thể khai chiến sa minh tộc cường lương tộc thất bại đã để các tộc tràn ngập kiên kỵ khương trường sinh không dám tùy tiện hành động cùng lúc đó dương triệt bắt đầu điều động đại quân các châu đi tới bắc cảnh hắn không có buông lỏng cảnh giác để các châu duyên hải cũng đề phòng tránh cho dị tộc đi đường biển trong lúc nhất thời toàn bộ thiên cảnh tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu các hương hỏa tín đồ tuyên truyền vì thiên cảnh mà chiến đã trở thành vinh quang lớn lao của người tập võ. Khương Trường Sinh cũng không có lộ ra địa phủ tồn tại, hắn không muốn đi hứa hẹn kiếp sau, mặc dù chết trận xa trường, chỉ cần ác nghiệp nặng hơn thiện quả, đi vào bên trong địa phủ cũng sẽ bị trừng phạt, dù là tín đồ của hắn cũng như thế. Giá trị hương hỏa quả thật có trợ giúp cho hắn, nhưng đối với tín đồ mà nói, cũng không có trả giá cái gì, tín niệm chẳng qua là suy nghĩ trong lòng thôi, đứng tại góc độ của bọn hắn, chính bọn hắn đều không rõ ràng mình sẽ xảy ra điều gì, chỉ cảm thấy đạo tổ có ân với bọn hắn. Chỉ là tuyệt học bên trong thần du đại thiên địa cũng đủ để cho bọn hắn mang ơn. Mặt khác, tướng sĩ thiên cảnh không chỉ chiến đấu cho hắn, cũng là chiến vì gia viên của mình. Lại là một năm mới đến. Tiên nguyên năm 51, trung tuần tháng 3, chiến tranh sắp bùng nổ. Khương Trường Sinh đứng trên đỉnh tử tiêu cung, cầm trong tay xạ. Nhật thần cung, đang hoạt động gân cốt, khoảng cách lần trước ra tay đã qua 31 năm, lần trước còn là phân thân ra tay, không được trải nghiệm cảm giác. Từ sau khi đột phá, Khương Trường Sinh còn chưa toàn lực chiến đấu qua, chuẩn xác mà nói, từ khi thoát khỏi mối nguy đại thừa long lâu về sau, hắn đã không có toàn lực ra tay qua. Toàn lực mà chiến, là chuyện hắn khát vọng lại sợ phát sinh. Kinh thành, trong phủ đệ. Thường giao lăng tự hồ cảm nhận được cái gì, lách mình đi vào trên mái hiện sau đó bay lên bay lên nàng vốn định nhìn về phía phương xa kết quả nhìn thấy khương trường sinh trên mái hiên tử tiêu cung trong hoàng cung nàng dừng lại hắn cũng cảm nhận được cũng đúng dù sao ta đều nhìn không thấu cảnh giới của hắn tất nhiên mạnh hơn ta chẳng qua là hắn chuẩn bị làm thế nào thường giao lăng lơ lửng giữa không trung xa xa nhìn khương trường sinh trong lòng tò mò nàng không thể quên được cùng ngôn của khương trường sinh Mặc dù biểu hiện Khương Trường Sinh rất phiền não, hắn quyết tâm muốn giết Thái Hoang thần quân là lời cuồng ngôn, ít nhất là suy nghĩ trong lòng thường giao lăng. Bây giờ rất nhiều chủng tộc vây công thiên cảnh, hắn muốn giải quyết như thế nào khốn cảnh này, có thể làm cho thiên cảnh chết ít bao nhiêu người. Thường giao lăng đang mong đợi Khương Trường Sinh biểu hiện. Phương xa Cự Cường Châu, trên tường thành đóng giữ thành. Từ thiên cơ nhìn phần cuối thiên địa có từng thân ảnh vĩ ngạn đi tới, một màn này đã không còn làm cho hắn hoảng sợ, sợ hãi. Đây là hắn lần thứ ba nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn chẳng qua lo lắng các quân trên chiến tuyến khác. Ngoài trăm vạn dặm, Khương Thiên Mệnh đứng ở trên vách núi, sau lưng khắp núi khắp đồng đều là tướng sĩ thiên cảnh, có đang ngồi, có dò xét trên không trung. Các huynh đệ, chuẩn bị khai chiến. Khương Thiên Mệnh mở lời, tiếng nói vừa ra, tướng sĩ thiên cảnh khắp núi khắp đồng dồn dập đúng vậy theo ánh mắt của hắn nhìn lại chân trời xuất hiện mây đen cuồn cuộn đếm không hết hắc ảnh đang đang bay tới tựa như đàn dơi cảm giác áp bách rất cùng lúc đó khương tử ngọc cũng nhìn thấy thân ảnh của địch nhân hắn đứng bên cạnh một đầu sông lớn rộng ngàn trượng đại quân sau lưng đang hạ trại nương theo hắn gầm lên giận dữ trăm vạn đại quân đứng lên phần cuối mặt đất nhấc lên bão cát mặt đất nhô lên tựa như một ngọn núi cao vụt lên từ mặt đất hướng đi đúng là bọn họ không chỉ ba người bọn họ chuẩn bị lĩnh quân khai chiến còn có trên trăm nhánh quân đội đang bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch theo phía bắc thiên cảnh quán triệt tây cùng đông phòng ngừa các tộc tiến vào bên trong thiên cảnh đại lục một đầu sơn quy to lớn đang ngao du đế xương nhìn phía trước bốn phương tám hướng là đếm không hết thân ảnh dị tộc thân hình giống như người hai chân như vó trên người mọc ra bộ lông màu đen đầu giống như mang ngưu sau lưng mọc lên hai cánh tất cả đều cầm trong tay binh khí khác biệt phần lớn chỉ có cao 10 trượng. Nhưng từng người tản ra sát khí mạnh mẽ. Thiên cảnh đạo tổ, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể bảo vệ bao nhiêu người. Đế xương tự lẩm bẩm, một màn này để hắn nghĩ tới vương tộc năm đó. Thiên ngoại ma hà mang đến số lượng lớn cường địch khó có thể tưởng tượng, vây quét vương tộc, vương tộc vì thủ hộ Thái Hoang, liều mạng một trận chiến, trận chiến kia, các tộc Thái Hoang đều đang quan sát, ngày hôm nay, các tộc Thái Hoang lại có thể hợp lại đối kháng cùng một kẻ địch, đúng là mỉa mai. Bò. Ờ. Sơn quy to lớn phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, kinh động Sơn Hà, tiếng truyền đến khoảng cách xa mấy chục triệu dặm. Kinh thành. Trong hoàng cung, rất nhiều cung nữ đang đang ngước nhìn bóng dáng Khương Trường Sinh, rất khó được nhìn thấy thánh thượng, các nàng cực kỳ xúc động. Khương Trường Sinh không nuôi thái giám trong cung, chỉ có cung nữ, phần lớn cung nữ đổi một nhóm lại một nhóm, đều rất khó nhìn thấy hắn bởi vì thường giao lăng tồn tại khương trường sinh không có thôi động chí dương thần quang hắn hiển lộ ra hình dáng để hết thảy cung nữ rung chuyển tâm thần nổi lên đủ loại suy nghĩ lung tung trong hoàng cung ai không muốn trèo lên giường rồng nhất là thánh thượng còn thần tuấn như thế thật là làm cho phương tâm các nàng khó mà bình tĩnh khương trường sinh kéo cung pháp lực tràn vào bên trong xạ nhật thần cung thường giao lăng kinh ngạc nàng nguyên lai tưởng rằng Khương Trường Sinh sẽ rời đi, không nghĩ tới Khương Trường Sinh dự định ngay ở chỗ này bắn cung. Nói đùa sao? Đừng nói khoảng cách chiến tuyến Thái Hoang có bao xa, cho dù từ nơi này bắn về phía dị tộc đột kích trong hải dương, cũng đủ xa, ven đường còn có sơn nhạc ngăn cản. Thường giao lăng ở trên thượng giới gặp qua thần xạ thủ mạnh mẽ, nhưng đó là ở trong hư không, không có bất kỳ trở ngại gì, có thể nhảy vọt thật dài bắn giết cường địch kẻ địch. Thường cô nương, nhìn kỹ một tiễn này có tư cách để chủ ngươi chuẩn bị hay không giọng khương trường sinh truyền vào trong tai thường giao lăng nàng nghe được động dung vừa dứt lời tay phải khương trường sinh đột nhiên buông lỏng dây cung bắn ra vệt sáng màu vàng lóng lánh thiên địa một đạo tiễn quan màu vàng kim khủng bố vô song phóng lên tận trời làm cho cả thiên địa thất sắc bầu trời phương viên mấy chục châu đều biến thành màu vàng kim vô số dân chúng quay đầu nhìn về phía kinh thành thường giao lăng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy biển mây bị tách ra, tiễn quang màu vàng kim bay tới bầu trời, đi theo bạo tán, hóa thành vô số nhánh bắn về các hướng đi khác biệt, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Còn như pháo hoa nở rộ, phù dung sớm nở tối tàn. Cái đó là thường giao lăng trừng to mắt, quá nhanh. Bắn xạ nhật thần cung một phát, nàng lại có loại cảm giác kinh dị trực diện với tử vong, mấu chốt nhất là tốc độ tiễn quang tiêu tán, giác quan của nàng căn bản theo không kịp tuyệt đối không phải như vậy mà tán. Hắn muốn trợ giúp từng chiến trường. Làm sao có thể, chiến tuyến kéo dài như thế, sao hắn lại có thể tinh chuẩn bắn giết kẻ địch, cho dù phương hướng chuẩn xác, không sợ bắn chết con dân của mình sao? Chẳng lẽ hắn không xem mạng của bách tính để vào mắt? Thường Giao Lăng chỉ nghĩ đến một khả năng này, vị đạo tổ này không so đo thương vong cũng muốn hủy diệt cường địch. Đợi kim quan giữa thiên địa tán đi, Khương Trường Sinh thu cung, nhảy xuống, trở lại tử tiêu cung Bên trong Thấy hắn như thế tùy ý Thường giao lăng kiên định hơn ý nghĩ của mình Rất nhiều người phải chết Đế xương đứng trên đỉnh núi Nhìn xuống hỗn chiến phía trước Đại quân dị tộc đã giao chiến cùng nhân tộc Thực lực nhân tộc khiến cho hắn nhíu chặt mày Quá yếu Chủng tộc như vậy cũng có thể để thiên địa chi thần kiên kỵ Chẳng lẽ thiên địa chi thần nhận định nhân tộc có tiềm lực lớn nhất Đế xương càng nghĩ càng khó chịu hắn không có ý định nhúng tay đối thủ của hắn chỉ có một người đó chính là đạo tổ một sinh linh dị tộc to con bay tới cười nói đế xương nếu đạo tổ không có tới chiến trường của chúng ta ngươi có thể thất vọng hay không đế xương khẽ nói hắn không tìm ta ta sẽ hắn còn chưa có nói xong ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén ngẩng đầu nhìn lại cơ hồ trong nháy mắt hắn vì đó động dung hắn nhìn thấy cái gì làm sao có thể đế xương ngửa đầu mặt lộ vẻ sợ hãi những sinh linh khác xung quanh đều còn không kịp ngẩng đầu chỉ thấy biển mây trên bầu trời bị tách ra hình thành một vòng xoáy cực kỳ tráng quan che khuất bầu trời một đạo kim quan rung động như thiên băng đang lao xuống đế xương vừa mới chuẩn bị đưa tay uy áp khủng bố buông xuống ép tới sơn quy to lớn rơi xuống phía dưới dị tộc sinh linh xung quanh đều bạo thể mà chết hóa thành từng mảnh từng mảnh sương máu qua trong dây lát liền tan thành mây khói Quy áp đáng sợ ép tới đế xương kém chút quỳ xuống, hắn cắn chặt răng, dùng hết toàn lực chống cự, hai mắt sung huyết. Đây là... Cái gì? Đầu óc đế xương trống rỗng, cảm giác áp bách cực hạn mang đến mối nguy tử vong trước nay chưa có khiến cho hắn không kịp nghĩ quá nhiều, trong lòng chỉ có sợ hãi. Kim quang buông xuống, đánh xuyên mặt đất, cục sáng màu vàng kim cấp tốc mở rộng, đế xương và sơn quy to lớn bị thổi bay ra ngoài, mặt đất lay động, đếm không hết sinh linh dị tộc bị cột sáng màu vàng kim bao phủ, hóa thành tro bụi bên trong kim quang. Đế xương cấp tốc thoát đi, rời xa cột sáng màu vàng kim. Sinh linh hai tộc đang đại chiến phương xa cũng bị kinh động, một phương thiên cảnh nhận ra đạo kim quang kia. Là võ học của Thánh Thượng. Nói bậy, đó là thần thông. Nhớ năm đó còn ở Long Mạch Đại Lục, Thánh Thượng trước kia đã ra tay như vậy. Ha ha ha, những tên đằng sau kia đã chết hết. Bệ hạ, bệ hạ đang giúp bọn ta. Sĩ khí tướng sĩ thiên cảnh đại chấn, một phương dị tộc thì bị dọa không còn can đảm, bởi vì bọn hắn thấy các cường giả đồng tộc đều chết hết, kích thích dạng này đối với các chiến sĩ đang chém giết mà nói không thể nghi ngờ là cực lớn. Không chỉ có phiến chiến trường này, phía bắc thiên cảnh, từ Tây đến Bắc, trên trăm chỗ chiến trường đều gặp phải đại nghệ tru thế tiễn pháp oanh tạc, phàm là thiên địa đại tôn, thiên địa đế cảnh đều bị oanh sát. Trên biển đi về phía nam thiên cảnh, từng đạo kim quan hạ xuống, mang theo uy lực diệt thế, thế không thể đỡ, kích thích từng trận sóng biển. Từng hướng đi thiên cảnh đều thừa nhận đại nghệ tru thế tiễn pháp banh kích, trong mỗi một giây không biết chết bao nhiêu sinh linh dị tộc, mà bên trong thiên cảnh, các châu gió êm sóng lặng. Bên trong tử tiêu cung, Khương Trường Sinh phân ra một đạo phân thân, phân thân thi triển ngũ hành động thuật, chui vào lòng đất. Sau trận chiến này, hẳn là có thể đổi lấy ít nhất 50 năm thời gian Thái Bình, bất quá thái hoang thần quân đoán chừng cũng sẽ không chờ đợi thêm nữa. Khương Trường Sinh tự lẩm bẩm, đối với việc sắp đối mặt thái hoang thần quân, hắn vừa chờ mong lại thấp thỏm. Mong đợi là tru diệt cường địch, thấp thỏm là sợ dẫn tới phiền toái càng lớn. Nhưng đây chỉ là tâm tình của hắn. Hắn sẽ tận lực lẫn tránh phiền toái chưa xuất hiện, nhưng phiền toái tới, hắn theo không e ngại. Qua một hồi lâu, tiên nguyên năm 51, 27 chi chủng tộc Thái Hoang đột kích, muốn tiêu diệt nhân tộc đánh giết ngươi bị coi là dị số ngươi kịp thời ra tay đánh giết một đám cường địch chặt đứt rất nhiều nhân quả thu hoạch được sinh tồn ban thưởng linh bảo tề thiên vân hải cương trường sinh lúc này tiếp nhận truyền thừa trí nhớ của bảo vật này phía trên sông núi thái hoang đế xương nhanh chóng bay lượn sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm để tốc độ của hắn cũng càng ngày càng chậm trước khi đến hắn thậm chí đã làm tốt chuẩn bị chết trận kết quả còn chưa gặp đạo tổ hắn đã bị dọa mất hết can đảm, cảm giác sỉ nhục trước nay chưa có hiện ra trong lòng hắn, những lời chiến đế khuyên can hắn lại xuất hiện ở trong đầu hắn, nụ cười của đối phương giống như đang trào phúng hắn. Đế xương gầm thét một tiếng, dừng lại. Hắn nỗ lực điều chỉnh cảm xúc, ánh mắt trở nên kiên định. Dù như thế nào, hắn nhất định phải thấy đạo tổ một lần. Hắn lúc này quay người, kết quả vừa mới quay đầu, bị người sau lưng hù dọa, lui nhanh, rời xa đối phương chỉ thấy Khương Trường Sinh đứng trên không trung bình tĩnh nhìn chầm chầm hắn. Đế xương ổn định thân hình, trầm giọng hỏi. Ngươi là ai? Đối phương vậy mà có thể lặng yên không tiếng động đi vào phía sau hắn, nếu như đối phương đánh lén hắn. Đế xương không dám nghĩ sâu. Khương Trường Sinh mở lời. Trước đó là ngươi muốn kêu chiến trẫm. Đế xương nghe xong, sắc mặt biến hóa, hít mắt nói. Ngươi chính là đạo tổ, thánh thượng thiên cảnh. Khương Trường Sinh không có trả lời, chẳng qua nhìn chầm chầm hắn. Sở dĩ không giết hắn là bởi vì cảm nhận được trên người hắn có khí tức huyết mạch của Thái Oa, Thái Hy, nói cách khác, hắn có cùng huyết mạch sâu xa với Thái Hoa, Thái Hy, thậm chí có thể là phụ thân hoặc tổ tông của Thái Oa, Thái Hy. Đế xương phun trào nổi lòng, trầm giọng nói. Đạo tổ, vì sao không đánh với ta một trận? Khương Trường Sinh hỏi ngược lại. Ngươi bây giờ còn muốn chấp nhất vấn đề này đế xương nghe xong yên lặng thiên địa bình tĩnh tịch liêu im ắng một lát sau đế xương hít sâu một hơi nói ta muốn biết ngươi hiểu thiên ngoại bao nhiêu hiểu thiên ngoại ma hà bao nhiêu khương trường sinh nói trẫm không có đi qua thiên ngoại nhưng bao nhiêu cũng biết một chút cái gọi là thiên ngoại ma hà chính là thiên hà các phương thiên địa thủ hộ trật tự cũng là lối đi người thượng giới mong muốn hạ giới phần lớn ỷ vào thiên hà mà chấp trưởng thiên hà chính là đại nhân vật trên trời. Địa vị không sai biệt lắm cùng thiên địa chi thần trưởng khống thế gian. Vẻ mặt đế xương biến hóa, hắn cắn răng hỏi. Ý của ngươi là thiên ngoại ma hà cũng không phải ma hà, những tà ma đi theo từ bên trong thiên ngoại ma hà giết ra thật ra là đạt được thiên địa chi thần đồng ý. Không sai. Khương Trường Sinh thản nhiên nói, hắn không rõ ràng Thái Hoang Vương tộc đến cùng đã trải qua cái gì, trước mắt xem ra là có quan hệ cùng thiên ngoại ma hà. Chẳng lẽ Thái Hoang vương tộc ngã xuống có quan hệ đến Thái Hoang thần quân? Vì sao thiên địa chi thần muốn nhằm vào nhân tộc? Đế xương mở miệng hỏi, hắn cũng là hỏi thăm cho vương tộc. Khương Trường Sinh nói, Trẫm không rõ ràng, nhưng có một chút rất rõ ràng, thiên địa chi thần không hy vọng Thái Hoang vạn tộc phát triển quá mạnh mẽ, theo trẫm biết, mặt võ giới khác đều có con đường phi thăng, mà tại Thái Hoang, truyền thuyết phi thăng rất thưa thớt, gần 10 vạn năm qua, thậm chí chưa từng nghe qua người nào phi thăng. Chỉ có thiên ngoại ma hà buông xuống, trẫm chỉ có thể suy đoán thiên địa chi thần mong muốn ngăn chặn chủng tộc Thái Hoang phát triển, nhân tộc mặc dù yếu, nhưng có trẫm, thiên địa chi thần kiên kỵ trẫm, cũng kiên kỵ nhân tộc sinh ra trẫm, sợ nhân tộc xuất hiện trẫm thứ hai. Sắc mặt đế xương băng lãnh, nỗ lực khắc chế vẫn nộ. Hắn đã tin tưởng Khương Trường Sinh, bởi vì chỉ có thể như thế mới nói rõ lý do. Khương Trường Sinh nói: Vương tộc đã ngã xuống, trẫm nghe nói các người mong muốn phục sinh vương tộc, nhưng phục sinh vương tộc cần thời gian quá dài, mặc dù phục sinh, các ngươi vẫn phải mặc đối thiên địa chi thần chèn ép, sao không cùng nhân tộc hợp lại, lật đổ thiên địa chi thần thống trị? Đế Sương Dương mắt nhìn về phía hắn, khẽ nói: Ngươi xác thực cử thế vô địch, nhưng chỉ là trong thiên hạ, ngươi có thể chống cự được trên trời. Khương Trường Sinh trả lời: Thiên ngoại ma hà chẳng mấy chốc sẽ buông xuống trẫm cùng thiên địa chi thần không sớm thì muộn có một trận chiến ngươi lại nhìn liền tốt nếu trẫm thắng di mạch vương tộc các ngươi quyết định như thế nào đế xương không ngốc nếu khương trường sinh thắng nhân tộc chắc chắn trở thành vương tộc đời tiếp theo vương tộc liền thoái vị cho nhân tộc nguyện hiệu lực cho nhân tộc thái hư khi đó thiên hạ vạn tộc chỉ có con đường này có thể đi vậy ngươi muốn như thế nào giao ra võ đạo vương tộc đồng thời giúp trẫm kích động càng nhiều chủng tộc tập kích nhân tộc. Không có khả năng. Đế xương quả quyết từ chối, chỉ là yêu cầu thứ nhất, hắn đã không thể nào tiếp thu được. Khương Trường Sinh nói, nếu nhân tộc bại, võ đạo vương tộc cũng sẽ không tiết lộ, như nhân tộc thắng, các ngươi không giao cũng phải giao, dệt hoa trên gấm kém xa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mục tiêu của thiên cảnh cũng không chỉ là nhất thống thái hoang, không sớm thì muộn sẽ liên quan đến thiên ngoại, vương tộc đi theo nhân tộc, quyền thế sau này sẽ chỉ vượt qua thời kỳ vương tộc đỉnh phong. Ánh mắt đế xương lấp lánh, rõ ràng có chút động tâm. Khương Trường Sinh để lại một câu nói liền biến mất. Mười năm, trong vòng mười năm nếu võ đạo vương tộc không có đưa vào thiên cảnh, trẫm sẽ cho rằng ngươi từ chối, không có cơ hội thứ hai. Sắc mặt đế xương trở nên đặc sắc, mười năm kỳ hạn thật châm chọc, đạo tổ đang dẻo cực cùng ngôn lúc trước của hắn. Mặc dù phẫn nộ, nhưng đế xương không thể không thừa nhận vương tộc và nhân tộc trên lệch. Chỉ là đạo tổ một người, cũng đủ để cho nhân tộc trở thành chủng tộc mạnh nhất. Một tháng sau, chiến báo từ các nơi thiên cảnh truyền về các châu thiên cảnh, dẫn tới thiên hạ phấn chấn. Thánh thượng ra tay tru diệt cường giả các tộc, thiên cảnh vạn quân thừa thắng xông lên, đánh nhiều thắng nhiều, mặc dù có thương vong, nhưng cũng có càng nhiều võ giả trong chiến đấu đột phá, chiến tranh thu hoạch càng không cách nào ước lượng. Vùng trời kinh thành, cách xa mặt đất vô cùng xa xôi khương trường sinh dẫm lên biển mây bay tới nhất trọng thiên hắn ở trên trời dùng đại tạo hóa thần thuật sáng tạo ra cửu trọng thiên nhất trọng thiên chính là nam thiên môn cách mặt đất vô cùng xa xôi quan thông u chờ đợi ở trước nam thiên môn ngày ngày tĩnh tọa luyện công nếu có cái thế cường giả bay đến đây đều bị hắn khu trục quan thông u nghe được tiếng gió thổi mở mắt nhìn thấy khương trường sinh dẫm lên biển mây bay tới tề thiên vân hải Biển mây này nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thực có thể mở rộng vạn lần, có thể xuyên qua không gian, trên lý luận có khả năng bay ra thái hoang võ giới, đi tới bất kỳ địa phương nào, nhưng Khương Trường Sinh không dám tùy tiện nếm thử. Cấm chế bên trong Tề Thiên Vân Hải có thể hình thành trận pháp phòng ngự, diệu dụng vô tận, hắn dự định thả ở trên trời. Về sau sáng tạo lập Thiên Đình, chế tạo Thiên binh Thiên tướng, 10 vạn Thiên binh Thiên tướng đứng trên Tề Thiên Vân Hải công phạt vạn giới ngẫm lại vẫn rất hăng hái. Thiên binh yêu cầu tự nhiên không thể dùng phàm linh đi cân nhắc, nếu như là 10 vạn thiên địa đại tôn, cũng hoặc là 10 vạn võ đế. Khụ khụ, bành trướng. Thiên cảnh mong muốn sản sinh ra 10 vạn võ đế, quỷ mới biết phải bao lâu. Bái kiến bệ hạ. Quan thông u đứng dậy hành lễ, ngữ khí xúc động. Trong ngày thường sau khi luyện công, hắn cũng sẽ tiến vào thần du đại thiên địa, biết được bây giờ thiên cảnh rầm rộ đạo tổ đăng cơ, chắc chắn dẫn đầu nhân tộc vượt qua thánh triều. Khương Trường Sinh rơi vào trước Nam Thiên Môn, hỏi. Có cô độc? Quan Thông U cười nói. Đương nhiên sẽ không, có chỗ kia thì vĩnh viễn sẽ không cô độc, huống hồ, rời xa thế tục, cũng có thể để cho ta càng an tâm tập võ. Trước kia ở trong thiên cảnh, luôn có người tới bái phỏng hắn, làm hắn thường xuyên rời đi thiên cảnh, có thể đi thái hoang, lại sẽ thường xuyên gặp được hung thú, nào có an bình như hiện tại. Khương Trường Sinh đánh giá hắn, hỏi người sáng lập Thiên Diễn võ pháp vì sao không đi đi sang. Quan Thông U đang nghe chuyện trên TV Audio CV nói Thiên Diễn võ pháp tuy mạnh nhưng cảnh giới càng cao hiệu quả càng nhỏ. Ta nghĩ sáng lập võ đạo mạnh hơn trên cơ sở Thiên Diễn võ pháp thậm chí võ đạo xứng với tiên thần. Nói lời này có chút cùng vọng nhưng Khương Trường Sinh lại có lòng tin đối với hắn. Khương Trường Sinh nói vậy ngươi phải nỗ lực thật tốt mới được, ngày phi thăng sẽ không quá xa, đến lúc đó trẫm bạch nhật phi thăng, sẽ mang theo công thần một triệu cùng nhau phi thăng, sáng tạo lập thiên đình, khi đó thành lập trật tự thiên địa mới, trẫm hy vọng ngươi có thể trở thành thống soái thiên binh thiên tướng. Quan thông u nghe được nhiệt huyết dân trào, vội vàng cam đoan. Ba năm sau, tiên nguyên năm 54. Chiến trường các nơi đã kết thúc công việc, Khương Trường Sinh mặc dù tiêu diệt cường giả đỉnh cao các tộc, nhưng tràn chiến dịch này vẫn dằn co hai năm, có dị tộc giấu trong lòng quyết muốn chết, tiếp tục xâm lấn, có mong muốn báo thù, dĩ nhiên, cũng có rất nhiều chủng tộc bị dọa đến tán loạn. Kinh Thành Trong phủ đệ Thường giao lăng nghe một võ giả hồi báo, vẻ mặt càng ngày càng cổ quái. Sông ở thiên cảnh lâu như vậy, nàng cũng bắt đầu bồi dưỡng thế lực của mình, phụ trách giúp mình thu thập tình báo, nàng trước mắt đang hiểu rõ tình huống thương vong trên chiến trường căn cứ điều tra của chúng ta, đạo tổ ra tay không có ngộ thương một binh sĩ thiên cảnh, tinh chuẩn truy sát cường giả các tộc, để các tướng sĩ thiên cảnh có thể đối mặt sức chiến đấu không sai biệt lắm cùng với mình. Trên mặt võ giả này lộ ra vẻ cuồng nhiệt, rất rõ ràng, hắn cũng là tín đồ của đạo tổ. Tín đồ đạo tổ nhiều vô số kể, tất cả mọi người đều vì cuộc sống mà nỗ lực, chỉ là tín ngưỡng đạo tổ không có cơm ăn, cho nên hắn tiếp nhận công việc này, chỉ cần đối phương không có hiển lộ ác ý dành cho đạo tổ, hắn sẽ nghiêm túc phụ trách. Thường Giao Lăng gật đầu nói. Làm rất tốt, đi tìm quản sự lĩnh tiền. Đa tạ chúa công. Võ giả chấp tay cười nói, sau đó quay người rời đi. Thường Giao Lăng nhìn bóng lưng của hắn, mặt lộ vẻ phức tạp. Nàng vậy mà đánh giá thấp đạo tổ. Nàng không cách nào tưởng tượng Khương Trường Sinh đến cùng như thế nào làm được, ngược lại nàng làm không được. Nàng thậm chí cảm thấy Tử Hoàng Thần Quân cũng làm không được. Chuyện này không quan hệ đến lực sát thương, mà là phạm vi quá rộng, mục tiêu quá mức chuẩn xác, ven đường còn có rất nhiều sông núi chướng ngại. Mặt khác, nàng còn phát hiện một sự kiện. Chính là nhân tộc thờ phụng đạo tổ đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi, là nàng không thể nào hiểu được. Nàng hít sâu một hơi, đứng dậy, trở lại trong phòng, lấy ra ngọc thạch liên hệ Tử Hoàng Thần Quân. Đợi Ngọc Thạch bên trong hiện ra khuôn mặt Tử Hoàng Thần Quân, thường giao lăng kể lại mọi chuyện mình chứng kiến hết thảy. Tử Hoàng Thần Quân an tĩnh nghe, chẳng qua ánh mắt đang biến hóa. Sau khi thường giao lăng nói xong, chờ đợi nàng lên tiếng. "Thật lâu." Tử Hoàng Thần Quân hỏi. "Ngươi cảm thấy hắn là người như thế nào, đáng giá tín nhiệm không?" Thường giao lăng suy nghĩ một chút, nói: "Sự cường đại của hắn đã hoàn toàn vượt qua nhân tộc." nhưng hắn vẫn như cũ nguyện ý chiếu cố nhân tộc, ta quan sát qua, hắn tuy là thánh thượng, nhưng cũng không có tham đồ hưởng nhạc, cũng không có tập trung tài nguyên một tộc, thậm chí có thể nói hắn vô dục vô cầu, trước đó, hắn cũng không có chủ động trêu chọc qua kẻ địch. Cuộc đời của hắn đều bị người trêu chọc, tựa như Thái Hoang thần quân, kiên kỵ sự cường đại của hắn, nếu hợp tác cùng hắn, đều thu hoạch được lợi ích vượt xa trước đó. Chúa công, ta cảm thấy nếu ngài không có tuyệt đối nắm bắt diệt trừ hắn, vậy cứ hợp tác cùng hắn, kết quả kém nhất chính là hắn sau này muốn cướp đoạt quyền trưởng khống thái hoang võ giới, nhưng đối với ngài mà nói, võ giới vốn là ngoài định mức có được, trước đó, ngài cũng có thể thu thập tài nguyên võ giới. Mà ngài còn được sự hữu nghị của hắn. Phàm là người giao hảo cùng hắn, cũng không có bị hắn bạc đãi cho đến tận hôm nay, ta thật không có phát hiện hắn làm sai qua chỗ nào. Nói nói lời này, vẻ mặt thường giao lăng đầy phức tạp nàng thật không thể nào hiểu được Khương Trường Sinh, không dựa vào tài nguyên, sao có thể một mực mạnh lên. Hắn đến cùng đang theo đuổi cái gì? Đợi một hồi. Tử Hoàng Thần Quân nói. Nói như vậy xem ra, tư chất là một phần, mà hắn còn khắc khổ luyện công, cuộc đời của hắn đều đang luyện công, chẳng trọng tình trọng nghĩa, dứt bỏ không được tình cảm. Nghe thế thường giao lăng gật đầu. Tử Hoàng Thần Quân chậm rãi lộ ra nụ cười, nói. Thú vị, công lao của ngươi rất lớn, ta hiện tại càng cảm thấy hứng thú đối với hắn, đã như vậy, ta sẽ thu thái hoang võ giới, đây chính là thẻ đánh bạc, một người còn chưa phi thăng đã có thể để chủ nhân võ giới kiên kỵ, rất khó tưởng tượng hắn mạnh bao nhiêu trong tương lai. Thường Giao Lăng gật đầu, nói, có lẽ hắn lại là vị thái thượng côn luân kế tiếp. Tử Hoàng Thần Quân lắc đầu bật cười. Ngươi cũng bắt đầu so hắn với Thái Thượng Cung Luân, mặc dù khoa trương, nhưng cũng có thể chứng minh tiềm lực của hắn, tiếp tục quan tâm hắn đi, nếu hắn có khó khăn, có thể nói với ta, mặc dù hắn không phải vị Thái Thượng Côn Luân kế tiếp, chỉ cần có thể vượt qua Thái Hoang Thần Quân, vậy liền không lỗ. Hiểu rõ. Thường giao lăng lộ ra nụ cười. Bên trong tử tiêu cung. Khương Trường Sinh vừa đổi một bộ phân thân, tiếp tục cầm trong tay Sơn Hải Kinh, thiên địa bảo giám du lịch Thái Hoang. Dung hợp trí nhớ phân thân xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, hắn mở ra giá trị hương hỏa, giá trị khí vận của mình xem xét. Giá trị hương hỏa trước mắt, 28755420089. Giá trị khí vận trước mắt, ba. Tốc độ giá trị hương hỏa tăng trưởng hết sức ổn định, giá trị khí vận thì rất nhanh, chủ yếu là thiên cảnh lớn mạnh, bất quá giá trị khí vận tạm thời chỉ có thể dùng để đổ kiếp, trước mắt chỉ có thể nhìn giá trị khí vận chẳng qua là trị số, nếu hắn sử dụng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến khí vận thiên cảnh. Mặt khác, hắn thậm chí có khả năng thao túng khí vận thiên cảnh tiến hành chiến đấu, chẳng qua hắn không cần làm như vậy. Trước đó đột phá, 200 ức giá trị hương hỏa căn bản không đủ xài, vẫn cần chuẩn bị nhiều hơn. Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ, hắn quyết định lần tiếp theo thần du đại thiên địa giảng đạo, tuyển bạc 10 vị thất giai tiên thần mệnh cách, mặt khác lại cho mọi người trong long khởi quan mệnh cách. Cái này mang ý nghĩa sẽ mất hơn 100 triệu giá trị hương hỏa, mặc dù đau lòng, nhưng có thể kích thích giá trị hương hỏa tăng trưởng, tăng danh tiếng truyền thuyết tiên thần, thu hoạch càng nhiều tín đồ. Nghĩ xong, Khương Trường Sinh truyền âm cho đám người Bạch Kỳ để bọn hắn chuẩn bị sớm, đến lúc đó cùng với 10 vị tín đồ khác tiếp nhận phong thưởng, hắn muốn ban thưởng tiên thần mệnh cách trước mặt vô số tín đồ, chờ những tiên thần mệnh cách này trưởng thành, các tín đồ có thể ý thức được sự cường đại của hắn. Trên thực tế, chỉ cần hắn cho trước mặt mọi người, liền có thể kích thích đến các tín đồ. Thoáng chớp mắt, lại một năm qua đi. Tiên nguyên năm 55, giảng đạo 10 năm một lần bên trong thần du đại thiên địa bắt đầu, Khương Trường sinh mặc dù tu tiên, nhưng hắn lý giải võ đạo rất sâu, lại dùng góc độ đạo pháp giảng có thể làm cho các tín đồ được ích lợi không nhỏ, thậm chí dẫn phát linh cảm võ đạo. Tề duyên, quan thông u thường xuyên nhận được dẫn dắt. Mà lần này, hắn để 16 vị tín đồ thu hoạch được tư cách tiên thần, để vô số tín đồ phấn chấn, trong đó còn bao gồm hai vị tín đồ yêu tộc, điều này cũng làm cho tín đồ không phải nhân tộc càng có lòng trung thành. Đạo tổ thật chính là muốn thành lập thiên đình vạn tộc bình đẳng. Rất nhanh, kinh thành nên đón lôi vân, đó là đám người cơ võ quân, bạch kỳ dẫn tới thiên tượng. Tin tức truyền đi rất nhanh, càng ngày càng nhiều bách tính kinh thành biết được là đạo tổ đang ban thưởng tiên thần mệnh cách người người đều biết thánh thượng chẳng qua là nhất thời, không sớm thì muộn sẽ phi thăng, mà hắn sẽ mang theo công thần một triệu đứng hàng tiên bang. Cái này khiến vô số dân chúng mong muốn trèo lên trên, cũng làm cho các quan lại tận tâm tận trách, không dám sơ suất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên cảnh náo nhiệt, các châu các thành phố lớn nhỏ nhỏ đều đang đàm luận việc này, chuyện liên quan tới đứng hàng tiên bang, phi thăng thành tiên lần nữa truyền ra. Thường Giao Lăng cũng bị kinh động, đặc biệt bái phỏng Khương Trường Sinh, hai người gặp nhau tại ngự hoa viên. Đạo tổ, ngài muốn phi thăng. Thường giao lăng trước tiên hỏi. Khương Trường Sinh cười nói. Cũng không phải đi thiên ngoại, mà ở trên đầu chúng ta, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được trên trời có một tên võ đạo thánh vương, trẫm sáng tạo lập thiên đình là muốn giữ gìn trật tự thái hoang, để vạn tộc giảm bớt ý nghĩa chém giết, tăng cường thực lực tổng hợp của thái hoang võ giới, trẫm tin tưởng, võ giới càng mạnh, chủ nhân võ giới có thể thu được càng nhiều thứ. Thường Giao Lăng gật đầu, nói. Quả thật có thể để chủ nhân võ giới thu hoạch được rất nhiều, nhưng Thái Hoang thần quân đã đạt với cực hạn võ đạo bản thân, vì trường sinh, không thể không cố chấp. Nàng dương mắt nhìn về phía Khương Trường Sinh, nói. Đạo tổ, ta thật bội phục ngài, ngài ngoại trừ bản thân mạnh mẽ, cũng sẽ tạo phúc cho chúng sinh, lòng dạ như thế rất khó được, ít nhất ta chưa từng gặp qua. Khương Trường Sinh nói ta có thể an tâm luyện công, cũng là dựa vào chúng sinh, phản hồi lẫn nhau thôi, nói cho chủ ngươi, trẫm vĩnh viễn sẽ không đoạt thân phận chủ nhân thái hoang võ giới của nàng, chỉ cần nàng có thể đối xử tử tế chúng sinh, cái gọi là trường sinh đan, quá mức thương thiên hại lý, nếu thật có thể làm được trường sinh dạng này. Huyền hoàng đại thiên địa sớm đã nhấc lên gió tanh mưa máu, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thường giao lăng đồng ý nói, ta cũng cho rằng như vậy, võ đạo có thể kéo dài tuổi thọ sinh linh đã không tệ sao có thể vĩnh sinh bất tử nếu như thực sự có người có thể vĩnh sinh bất tử kia thật đáng sợ dưới sự thống trị của hắn chúng sinh đều khó mà tự vệ ta cũng sẽ không nô dịch chúng sinh khương trường sinh yên lặng suy nghĩ chờ sau khi hắn tuyệt đối vô địch hắn xác thực sẽ tùy tâm sở dục làm việc nhưng hắn sẽ không dùng sát lục làm vui thú chỉ có một mình hắn vĩnh sinh không có ý nghĩa vẫn phải có chúng sinh mang đến cho hắn đặc sắc Hai người hàng huyên rất lâu, thường giao lăng càng ngày càng bội phục Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh đột nhiên có chút lo lắng. Cô gái này sẽ không trở thành tín đồ của ta đó chứ. Trở thành tín đồ của hắn, có thể trái lại giám thị của tử hoàng thần quân. Khương Trường Sinh nhớ lại một thoáng tín đồ bên trong thần du đại thiên địa, tín đồ cùng nhiệt cơ hồ đều dùng hắn làm chủ, cũng không phải chỉ là sùng bái đơn thuần, thật đến loại trình độ kia, thường giao lăng hẳn là sẽ phản chiến hắn. Bên trong một đại điện, Thái Hoang thần quân ngồi bên trên thủ tọa, đưa mắt nhìn về phía năm người đứng trước mặt, ba nam hai nữ. Thần quân, thật cần phải hân sư động chúng như vậy sao? Một lão giả mở miệng hỏi, tay hắn cầm một cây quyền trượng, tuổi già sức yếu, lưng uống lượng, nhưng tiếng lại âm vang hùng hồn. Mặt những người khác lộ vẻ không hiểu. Thái hoang thần quân không biểu tình, nói. Ta còn chưa nói rõ ràng à, hạ giới sinh ra dị số, nếu là dị số thì phải cẩn thận đối mặt, các ngươi chớ coi thường hắn, trước khi thiên hà mở ra, nhất định phải triệu tập nhân thủ, thanh lý nhân tộc hạ giới, toàn bộ kêu gọi người của ngươi. Tru diệt dị số, nếu ta thành công, có thể được một viên trường sinh đan. Nghe vậy, ánh mắt năm người đều sáng lên. Một tên nữ tử áo đỏ dáng người thước tha che miệng cười nói. Thần quân, nghe nói có vạn cổ sát tinh rơi vào thiên hà, sẽ rơi xuống hạ giới, nếu sớm mở ra thiên hà, có thể đưa sát tinh kia đến Thái Hoang võ giới hay không? Thái Hoang thần quân khẽ nói. Nào có trùng hợp như vậy, thiên hà to lớn, khó mà nhìn trộm, nếu như thật không khéo như vậy, vừa hay thêm chút dược hiệu cho trường sinh đan. Nữ tử áo đỏ nhíu mày nói. Vạn cổ sát tinh thật không đơn giản, có thể hay không? Hừ, nghĩ gì thế, luyện chế trường sinh đan, chỉ có thể thành công, thành công chúng ta nhất định phải rời đi, thất bại, đều phải chết, lúc này còn lo lắng cái gì vạn cổ sát tinh, nếu chúng ta trường sinh, không sớm thì muộn sẽ vượt qua những cự đầu vạn cổ đó. Thái hoang thần quân không nhịn được nói, hắn quét nhìn năm người, nói. Chớ có kế vặt, chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hiểu chưa? Tiên nguyên năm 57, động tĩnh đạo tổ ban thưởng tiên thần mệnh cách cuối cùng bắt đầu biến mất, các quân thiên cảnh bắt đầu trở về kế hoạch thiên cảnh trước mắt không có khuếch trương, chỉ là các khu vực trong cự cường châu cùng thiên cảnh bắc cảnh đã đầy đủ thiên cảnh tiêu hóa dưới tình huống tài nguyên sung túc không cần thiết một mực khuếch trương thái tử khương tử ngọc cũng trở về kinh thành gặp mặt thánh thượng bên trong tử tiêu cung khương tử ngọc không lưng hành lễ cười nói mỗi lần tiến đến đều cảm giác sảng khoái tinh thần phụ hoàng bảo điện này của ngài không đơn giản khương trường sinh mở mắt nói tự nhiên không đơn giản bất quá ngươi đừng vọng tưởng, chờ trẫm phi thăng, điện này cũng phải mang đi. Khương tử Ngọc đi theo ngồi xuống cười nói. Nhi thần tự nhiên không dám yêu cầu xa vời. Hai cha con bắt đầu nói chuyện phím, Khương Trường Sinh bảo hắn nói một chút trải qua trong khoảng thời gian này, hắn nói chuyện liền phấn khởi, rõ ràng những năm nay trôi qua hăng hái. Thiên tư hắn vô song, 55 tuổi đã đi đến bác động thiên cảnh, tốc độ đột phá như vậy còn mạnh hơn Khương Thiên Mệnh đệ nhất thiên tài thiên cảnh danh xứng với thực. Ngoại trừ Khương Trường sinh ra, hắn là huyết mạch tiên nhân duy nhất trên đời này, mà lại là huyết mạch tiên võ dung hợp cùng võ đạo, tư chất ngộ tính cùng gân của hắn cốt vượt xa người thường tưởng tượng. Dứt bỏ huyết mạch tiên nhân của Khương Trường Sinh không đề cập tới, huyết mạch thiên nguyên cực võ bình thường cũng không phải phàm linh võ giới có thể so sánh. Chờ Khương Tử Ngọc đủ mạnh, Khương Trường Sinh sẽ nhường ngôi, một lần nữa giao thiên hạ này cho hắn nhi thần rốt cuộc hiểu rõ hồng tâm của thái tông thiên hạ này to lớn như thế nếu không thể quy hết về thiên cảnh chẳng phải sẽ tiếc nuối khương tử ngọc cười nói bởi vì hắn và thái tông trùng tên trùng họ đám người bạch kỳ dịp tầm địch thường xuyên cầm thái tông trêu chọc hắn khiến cho hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú về thái tông hiểu rõ cuộc đời thái tông trải qua hắn cực kỳ tôn sùng thái tông mặc dù khi đó đại cảnh rất nhỏ yếu nhưng theo thái tông đối mặt hoàn cảnh khi đó lựa chọn đến xem Hắn cảm thấy Thái Tông nếu sống ở thời kỳ cuối đại cảnh, đại cảnh cũng sẽ không nội loạn. Khương Trường Sinh nói. Thiên hạ về sau này là ngươi có thể đền bù tiếc núi hay không thì phải xem ngươi có mong muốn nhất thống Thái Hoang. Chỉ dựa vào thế hệ này của ngươi là rất khó, ngươi cần phải vung trồng hậu đại ngươi thật tốt. Khương Tử Ngọc vào đầu cười nói. Nhi thần còn không có dòng giỏi, không biết nên vung trồng như thế nào. Mọi thứ đều có lần đầu tiên, đợi ngươi đột phá tới thiên địa đại tôn liền chuẩn bị đăng cơ đi. Khương Trường Sinh mỉm cười nói, Khương Tử Ngọc nghe lời này mà máu nóng sôi trào. Ai không muốn làm thiên tử? Từ sau khi Khương Trường Sinh đăng cơ, thiên tử đã không có tuổi thọ hạn chế, ít nhất sẽ không chết yểu quá sớm, dưới tình huống như vậy, hoàng vị trở nên càng có lực hấp dẫn, chẳng qua là tất cả mọi người rõ ràng, thiên tử đời tiếp theo đã được định ra, ai cũng rung chuyển không được. Hai cha con hàng huyên rất lâu, Biết được Khương Tử Ngọc cũng bắt đầu sáng tạo võ đạo thuộc về mình, Khương Trường Sinh có chút vui mừng, bây giờ Khương Tử Ngọc tự hồ đang trùng hợp cùng Khương Tử Ngọc ngày xưa. Không phải nói tư chất, mà là tính cách không chịu thua. Đợi sau khi Khương Tử Ngọc rời đi, Khương Trường Sinh chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt xuyên thấu Tử Tiêu Cung, xuyên thấu bầu trời, thấy được tình huống thiên ngoại. Thiên Hà Mênh Mông đang tới Cần Thái Hoang võ giới, cái này biểu thị quyết chiến giữa hắn và Thái Hoang thần quân sắp đến. Đây là một trận quyết chiến không thể thua. Khương Trường Sinh yên lặng diễn toán người mạnh nhất mà Thái Hoang thần quân có thể mời tới, vẫn không tính được, nếu không tính được, vậy chứng minh có. Để cho ta chiêm ngưỡng thật tốt một phen lực lượng thần quân đi. Thiên hạ Thái Bình, bách tính thiên cảnh này càng giàu có, càng ngày càng nhiều hung thú, sinh linh dị tộc bắt đầu đi vào các nơi thiên cảnh, có rất nhiều là tới mậu dịch, có rất nhiều bị bắt tới làm lao động tay chân, đủ loại tình huống đều có, cũng có sinh linh dị tộc bắt đầu dung nhập khí vận thiên cảnh thành là con dân thiên cảnh chân chính di mạch vương tộc đế xương vẫn lựa chọn thỏa hiệp mang đến số lượng lớn võ học vương tộc khương trường sinh để trần lễ đi tiếp đãi trong vòng mấy năm sau võ đạo vương tộc lặng yên không tiếng động bắt đầu lưu truyền dẫn đến nhiều loại võ đạo bắt đầu hiện ra thậm chí còn có người bởi vậy sáng tạo võ đạo khôi lỗi lợi dụng số lượng người gỗ khổng lồ thay thế bách tính làm việc bị bách tính phụng là thần nại hà thế gia gia nhập xào giá người gỗ cùng với tiền sửa chữa lên cao chót vót bách tính lại mất đi tâm tư này tuy là như thế khôi lỗi võ đạo bắt đầu được vận dụng rộng khắp càng ngày càng nhiều võ giả đều sẽ tùy thân mang theo võ đạo khôi lỗi phần lớn là dùng xương cốt hung thú bố trí ngoại trừ khôi lỗi võ đạo trận pháp võ đạo cũng bắt đầu cuộc khởi nhân vật đại biểu chính là kiếm thần một người thao túng kiếm trận hắn truyền thụ lý niệm cho võ giả trận pháp khác dẫn tới rất nhiều võ giả tiến hành nghiên cứu khiến cho trận pháp võ đạo tốc độ cao cuộc khởi. Đủ loại võ đạo phồn vinh phát triển ngưng tụ bên trên Linh Sơn, Linh Sơn chính là chỗ mà cường giả võ lâm, thiên tài các nơi tụ tập, tuyệt đối là thánh địa. Thường giao lăng tình cờ cũng sẽ lên Linh Sơn, quan sát võ đạo nhân tộc phát triển, có lúc sẽ còn chỉ bảo một ít, dần dần, thanh danh của nàng cũng truyền ra, không có người biết được tên thật của nàng, cũng không biết lai lịch của nàng, chỉ biết nàng có khả năng tự do lên Linh Sơn, thế nên có người gọi nàng là Linh Sơn Thần Nữ. Đều cho rằng nàng do đạo tổ phái tới chỉ bảo chúng sinh. Một tới hai đi, hảo cảm thường giao lăng dành cho nhân tộc càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng sùng bái Khương Trường Sinh. Linh Sơn Thần Bí cùng với tăng cường ngộ tính, bảo vật như vậy đặt ở huyền hoàng đại thiên địa cũng là trân bảo hiếm thấy, cũng không biết đạo tổ là lấy ra từ đâu. Bất quá nàng nhớ kỹ tử hoàng thần quân nói qua, đạo tổ là dị số, cũng không phải là phàm linh giới này, cho nên nàng sẽ không dùng phàm linh so sánh. Trong những năm qua, nàng không ngừng hiểu rõ những truyền thuyết kia của đạo tổ, càng phát giác đạo tổ thật có thể là tiên thần chuyển thế, nhưng nàng không dám nói với Tử Hoàng thần quân, sợ bị cười nhạo. Huyền Hoàng Đại Thiên Địa một mực có truyền thuyết tiên thần, nhưng trên thực tế, những tiên nhân mạnh mẽ kia chẳng qua là võ giả mạnh mẽ mà thôi. Mỗi năm đi qua. 10 năm thoáng qua tức thì. Tiên nguyên năm 67, một năm này Khương Trường Sinh 402 tuổi, Khương Tử Ngọc 65 tuổi bắt đầu trùng kích cảnh giới võ đạo Thánh Vương. Chuyện này phá vỡ tốc độ đột phá nhanh nhất Thái Hoang từ trước tới nay, dẫn tới người trong thiên hạ nghị luận, danh tiếng cũng bắt đầu truyền ra các tộc Thái Hoang. Đạo tổ mạnh mẽ để các tộc biết được nhân tộc không thể ngăn cản, mà thiên tư của Khương Tử Ngọc mới chính thức khiến các tộc sợ hãi. Thường Giao Lăng cũng bị Khương Tử Ngọc hù dọa, nàng không thể không liên hệ tử hoàng thần quân. 65 tuổi đã muốn xung kích cảnh giới võ đạo Thánh Vương. Chật chật, xác thực ghê gớm, mặc dù so ra kém những thiên kiêu hậu duệ của vạn cổ cự đầu, nhưng đặt ở bên trong 3.000 võ giới, tuyệt đối được cho là số một số 2, ít nhất ta còn chưa từng nghe nói hạ giới có người có tư chất mạnh hơn hắn. Tử Hoàng Thần Quân Kinh Ngạc nói, nàng ngừng một chút nói. Xem ra đặt vào đạo tổ xem như đã đặt đúng, ngày sau Khương Tử Ngọc, Khương Thiên Mệnh Phi Thăng, cũng có thể hiệu lực cho ta thường giao lăng suy nghĩ thiên đình tồn tại thế là nói cho chủ nhân tử hoàng thần quân xem thường nói đây chẳng qua là nhằm vào hạ giới thôi đợi ở hạ giới sau khi đi đến võ đế cảnh giới đã không cách nào tăng lên bọn hắn chỉ cần muốn mạnh lên không sớm thì muộn đến phi thăng thường giao lăng luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy nhưng nàng cũng không rõ ràng thiên đình sẽ là như thế nào chỉ có thể như thế mà thôi nói cho hắn biết thiên hà sắp tới thái hoan thần quân còn mang theo hắn ngũ đại võ thần cùng với bộ hạ của hắn tới thân sư động chúng như vậy nếu thái hoan thần quân tự mình ra tay vì sao mang theo nhiều thủ hạ như vậy có lẽ hắn có ý định khác tử hoàng thần quân tùy ý nói thường giao lăng như có điều suy nghĩ ngày đó nàng tiến đến bái phỏng khương trường sinh báo cho việc này khương trường sinh vì cảm tạ trợ giúp của nàng sách phong nàng làm linh sơn thần nữ trước đó là người võ lâm xưng Hiện tại là thánh chỉ sắc phong, để cho nàng thụ sủng nhược kinh. Rất nhanh, nàng đã hiểu rõ dụng ý của Khương Trường Sinh, muốn kéo nàng tiến vào khí vận thiên cảnh, nàng cũng không gạt bỏ, dưới cái nhìn của nàng, tương lai rất nhiều năm nàng đều cần đợi ở trong thiên cảnh, thành mối quan hệ giữa đạo tổ và tử hoàng thần quân, vào khí vận cũng là chuyện tốt. Một ngày này, đêm khuya. Khương Trường Sinh thần du thiên ngoại, ý thức đi vào bên ngoài thái hoang võ giới, hắn định thần nhìn lại thiên hà lúc đầu cách thái hoang võ giới vô cùng xa xôi đã rất gần thiên hà mênh mông mang theo đếm không hết tinh thần đi tới hắn cảm nhận được khí tức của vô số cường giả trong đó có sáu vị khí tức vượt xa chúng sinh thái hoang liền giấu ở bên trong thiên hà khương trường sinh xem trong chốc lát không thể nhìn trộn đến bọn hắn tránh ở đâu xem ra bên trong thiên hà có không gian bích chướng cùng với lực lượng quy tắc ngăn cách những ngôi sao này là thiên địa như thế nào khương trường sinh yên lặng suy nghĩ hắn phát hiện tinh thần đi theo thiên hà lưu động không tính mạnh mẽ thậm chí có thể nói rất yếu cũng không biết có tính trong ba ngàn thiên địa hay không có lẽ võ giới cũng không phải thiên địa cấp thấp nhất hắn dự đoán một thoáng tốc độ thiên hà nhiều nhất ba năm đã có thể đến thái hoang võ giới ba năm cũng không lâu cùng lúc đó bên trong một ngôi đại điện thái hoang thần quân từ từ mở mắt mày nhăn lại tự nhủ kỳ quái làm sao có loại cảm giác bị nhìn chằm chằm? Hắn cẩn thận cảm thụ khí tức xung quanh thiên hà, cũng không có phát giác được khí tức của những sinh linh khác. Chẳng lẽ là ảo giác? Thái Hoang Thần Quân không tin cảm giác mình sẽ sai sót, chỉ có một khả năng, thiên hà bị một vị tồn tại cường đại nào đó chú ý, cũng đúng, dù sao còn chưa tới chu kỳ thiên hà hàng thế. Thái Hoang Thần Quân nghĩ tới đây, không lo lắng nữa, ngược lại có tử hoàng thần quân đi đối phó. Trường Sinh Đan Lần này tất nhiên có thể luyện thành. Trong mắt Thái Hoang thần quân lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn đã không có đường lui. Thời gian 3 năm sau mà nhanh, nhất là đối với thiên cảnh thời kỳ Thái Bình. Tiên nguyên năm 70, từ tháng 2, thiên tượng bắt đầu biến hóa, các nơi nhiều lần xuất hiện thiên tai, mặc dù có khí vận trấn áp, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn, để dân gian có nhiều chỉ trích. Mãi đến ngày nào đó của tháng 3, một sinh linh đến từ xa tộc truyền một tin tức vào thiên cảnh thiên ngoại ma hà trong truyền thuyết hủy diệt thái hoang vương tộc mang đến hảo kiếp cho thiên hạ thương sinh sắp buông xuống trong lúc nhất thời thiên hạ rung chuyển trong kinh thành cũng nổi lên phong ba từng người đi đường khách sạn tử lâu đều đang đàm luận việc này thừa tướng các dùng trần lễ bạch tôn dương triệt cầm đầu không thể không bái phỏng khương trường sinh khương trường sinh lựa chọn gặp mặt ba vị đại thừa tướng Trẫm sớm đã đoán trước chuyện thiên ngoại ma hà, không cần kinh hoảng, đây là đại kiếp vì thiên địa chi thần muốn sát lục nhân tộc, kiếp nạn này do trẫm một người gánh chịu, các ngươi có thể truyền lệnh xuống, nói rõ việc này, để người trong thiên hạ chớ hoảng. Mắt Khương Trường Sinh cũng không trợn nói. Thiên địa chi thần. Ánh mắt ba vị thừa tướng đầy kinh hoàng, bất quá nghe nói thánh thượng muốn một mình ra tay, trong lòng bọn họ liền bình thường lại, thiên cảnh mặc dù đang nhanh chóng mạnh lên, nhưng thật không chịu đựng nổi thiên ngoại ma hà tập kích. Đạo tổ cùng thiên địa chi thần quyết chiến. Vạn tiên chi tổ đại chiến võ giới chi thần. Ba vị thừa tướng âm thầm xúc động. Thiên ngoại ma hà buông xuống. Thiên địa chi thần muốn diệt trừ nhân tộc. Thánh thượng một mình mặc đối thiên địa chi thần. Từng đầu tin tức cấp tốc truyền khắp các châu thiên cảnh đại lục, cũng kinh động đến những vị tộc giao hảo cùng nhân tộc, mặc dù đã sớm biết nhân tộc sẽ liều chết đánh cược một lần, không nghĩ tới Thánh thượng nhân tộc vậy mà lựa chọn đơn độc đối mặt. Không chỉ thiên cảnh đại lục, tin tức cũng lưu truyền ra vô tận hải dương, các tín đồ cũng vì đó phẫn nộ, dùng dập truyền những tin tức này ra, để những tộc nhân trên biển tộc biết được là ai đang bảo hộ nhân tộc. Thiên ngoại ma hà mang tới thiên địa dị tượng là nhằm vào toàn bộ thái hoang võ giới, vận triều nhân tộc khác gặp phải thiên tai kiếp càng thêm nghiêm trọng, quan lại các triều thế mới biết vấn đề xảy ra ở chỗ nơi nào. Không đến nửa tháng các triều nhân tộc đều biết việc này, cái này cũng nói phạm vi mà hương hỏa tính đồ bao trùm có bao nhiêu lớn. Khương Trường Sinh không cần tiến hành quá nhiều tẩy não, chỉ cần thần du đại thiên địa cùng với võ đạo hắn ban cho cũng đủ để cho các tính đồ chạy theo như việc, điên cuồng, tuyên dương đạo tổ mạnh mẽ, cũng sẽ để tín ngưỡng của bọn họ trở nên càng có giá trị. Đại Nghiễm Thiên, trên đại điện Hoàng Triều, thiên tử ngồi trên long ỷ ngồi bên cạnh Lâm Hồng Trần. Sánh vai thiên tử, đủ để thấy Lâm Hồng Trần không kiên nể gì cả. Văn võ quần thần đang đang nghị luận chuyện thiên ngoại ma hà, có người muốn trợ giúp thiên cảnh, dù sao nếu thiên cảnh vong, bọn hắn cũng chạy không thoát. Cũng có người cho rằng đây là thiên cảnh thả ra bom khói, phiền phức của mình bọn hắn mà muốn cả nhân tộc tiếp nhận, lời này làm cho không ít người giận mắng. Lâm Hồng Trần yên lặng nhìn, trong lòng bi thương. Đây là hắn đại nghiễm thiên sao? Thấy thế nào, đều giống như đại nghiễm thiên của đạo tổ. Thiên tử cũng thấy xảy ra vấn đề, trong lòng của hắn cười thầm, trên mặt thì một mảnh nghiêm túc. Mặc kệ truyền ngôn là thật hay không, đại nghiễm thiên ứng đối kiếp nạn ra sao mới là chủ yếu. Lâm Hồng Trần chậm rãi mở lời, để quần thần dồn dập an tĩnh lại. Hắn vẫn còn uy nghiêm, cho dù hương hỏa tín đồ cũng không dám tùy tiện chống đối. Lâm Hồng Trần bắt đầu bố trí sách lược phòng bị ở các nơi, thiên tử thì bắt đầu xuất thần một mực nghe tùy tùng đạo tổ nói có một loại cánh cửa nào đó chỉ cần đạt tới cánh cửa kia là có thể mộng thấy đạo tổ trẫm nên làm sao tìm được loại cánh cửa này thiên tử yên lặng suy nghĩ ánh mắt của hắn quét về phía những người là tín đồ của đạo tổ nên tìm ai hỏi phụ thân hắn từng thử qua kết quả bị bán đứng bị hạ độc chết trong hoàng cung hiện tại đến phiên hắn hắn cũng không dám tùy tiện hành động không chỉ là hắn những thiên tử vận triều bị xem như khôi lỗi cũng muốn lấy được đạo tổ ưu ái, nhưng bọn hắn sinh ra trong hoàng thất, giả tâm quá lớn, ngược lại để bọn hắn rất khó có tín ngưỡng, một mực vào không được thần du đại thiên địa. Tháng 6, tai hại các nơi thiên cảnh vẫn đang kéo dài, nhưng các châu châu phủ đã an bài tốt kế sách phòng hộ, tận khả năng bảo hộ bách tính, đến mức võ giả, bọn hắn có sức tự vệ. Bên trong tử tiêu cung Khương Trường Sinh vừa đưa tiễn mộ linh lạc cùng cơ võ quân, theo tin tức hắn cùng Thái Hoang Thần Quân sắp quyết chiến truyền ra, mọi người trước đó thường xuyên ở trong đình viện trên núi lần lượt tới bái phỏng hắn, muốn theo hắn kề vai chiến đấu, bất quá đều bị hắn từ chối. Nên tới, Khương Trường Sinh tự lẩm bẩm, sau đó đứng dậy, chuyển động gân cốt ở trong đại điện. Trong hoàng cung, Mộ Linh Lạc, cơ võ quân đi trên thềm đá, vừa đi, một bên trò chuyện về thiên ngoại ma hà. Ầm ầm. Tiếng sấm nổ vang, Hai nữ cả kinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lôi vân cuồn cuộn muốn bao trùm toàn bộ bầu trời, từng đạo lôi điện ở xen lẫn trong đó. Không đến mười hơi, thiên tượng triệt để thay đổi. Toàn bộ kinh thành đều lâm vào bên trong náo động, rất nhanh có người ý thức được là thiên ngoại ma hà muốn tới. Mộ linh lạc nhìn lên bầu trời, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Cơ võ quân an ủi. Vô luận cường địch như thế nào, đạo tổ đều có thể thắng lợi, không phải sao? Mộ Linh Lạc nói. Ta ngược lại không lo lắng chuyện này, ta chẳng qua tò mò, lực lượng như thế nào mới có thể xuyên qua bầu trời, chúng ta cần luyện công bao lâu. Cơ võ quân sửng sốt, lắc đầu bật cười. Nàng trước kia vẫn cho rằng mình là nữ tử truy cầu võ đạo mạnh nhất, nhưng bây giờ mới phát hiện, tâm cường giả của mộ linh lạc càng sâu hơn nàng, có nữ tử dạng này làm bạn, con đường tập võ mới vừa càng thú vị. Nhất trọng thiên, trước nam thiên môn. Quan Thông U đang ngồi luyện công đứng dậy, ngước đầu nhìn lên bầu trời, mày kiếm nhăn lại. Tới rồi sao? Quan Thông U tự nói, hắn chợt nghe một tiếng, lúc này nhảy xuống tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Phía trên cửu trọng thiên, hắc ám hư không xen lẫn lôi điện, một cái khe bỗng nhiên xuất hiện, cấp tốc mở rộng, thanh thúy rung động tựa như pha lê sắp vỡ vụn. Không biết đi qua bao lâu. Quanh một tiếng. Vách ngăn bầu trời bỗng nhiên phá toái, một đầu thiên hà tinh quang sáng chói dũng mãnh tiến ra trút xuống nhân gian ngân hà lớn như thác nước hùng vĩ vô song lần lượt từng bóng người bay ra từ bên trong thiên hà năm bóng người trong đó mang theo khí thế cực kỳ cường đại khí diễm vần quanh thân người giống như thiên thần buông xuống rất lâu chưa có trở về ha 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 lần này định phải lãnh giáo năng lực nhân tộc hiện thời một chút thật tốt có năng lực gì không có diệt sạch đã không dễ dàng đối thủ lớn nhất của chúng ta là dị số, nhân tộc chẳng qua là sâu kiến thôi, một cước liền có thể dẫm chết. Tranh thủ thời gian hành động đi, sớm một chút diệt dị số, chúng ta còn có thể du lịch một phen. Đúng đấy. Năm người đàm tiếu, lời nói dễ dàng, hoàn toàn không có xem Khương Trường Sinh, nhân tộc vào trong mắt, bọn hắn đều là cảnh giới võ đạo thông thần, tự cho rằng có thể dễ dàng quét ngang thái hoang võ giới. Bọn hắn lúc này xuất lĩnh bộ hạ bay xuống phía dưới, mỗi người dẫn theo một ngàn người một ngàn người này đều là cao thủ thực lực thiên địa đế cảnh nói cách khác bọn hắn mang đến năm ngàn tôn võ đế lại thêm thái hoang thần quân một tôn thiên nguyên cực võ năm tôn võ đạo thông thần năm ngàn tôn võ đế của lực lượng này đủ để quét ngang bất kỳ võ giới nào ngũ đại võ thần thậm chí cảm thấy thần quân quá mức khoa trương chẳng qua trở ngại uy nghiêm của hắn không dám nói ra miệng đợi bọn hắn tan biến phía dưới đám mây Thái hoang thần quân mới chậm rãi đi ra thiên hà, tay hắn nắm một thanh đại đao, lưỡi đao quanh quẩn ánh sáng màu lục xâm nhiên, khí thế cả người cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt hắn băng lãnh, nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt hờ hững, nói một mình. Thật có lỗi, ta quá tín nhiệm các ngươi, các ngươi không thể không chết. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một vệt kim quang bay ra từ bên trong thiên hà chi, rơi xuống nhân gian. Hắn nhếch miệng lên, cười càng âm u. Ầm ầm lôi vân bao phủ kinh thành không ngừng phát ra tiếng sấm đinh tai nhức óc như vạn thú gào thét kinh thiên động địa trăm họ dùng dập tránh ở trong nhà chỉ có thể theo cửa sổ nhìn lên trên trời không chỉ kinh thành bầu trời các châu thiên hạ đều như thế những võ giả đang ở trong núi rừng luyện công đều không thể an tâm luyện công sắc mặt đều nghiêm túc ngưỡng vọng bầu trời nhân tộc dị số còn không mau cút ra đi tìm cái chết để con dân của ngươi nhìn bộ dáng chết thảm của ngươi một chút một tiếng cười to khinh miệt vang vọng đất trời, dùng kinh thành làm trung tâm, không ít bách tính các châu đều có thể nghe thấy tiếng nói này. Rất rõ ràng, ngũ đại võ thần trước khi đến đã hiểu rõ nhân tộc ở đâu, kinh thành ở đâu. Phủ đệ, bên trong viện. Sắc mặt thường giao lăng nghiêm túc, trong tay nắm một khối ngọc thạch, bên trong hiện ra khuôn mặt của tử hoàng thần quân. Tử hoàng thần quân muốn nhìn biểu hiện của Khương Trường Sinh. Hắn có thể đã sợ hãi nên trốn rồi ha 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 để cho hắn kiến thức một chút lực lượng võ đạo thần linh nhanh lên đi thiên tử nhân tộc vì sao còn không hiện thân chẳng lẽ ngươi đã từ bỏ nhân tộc của ngươi từng tiếng nói liên tục vang lên khinh miệt trêu chọc lạnh lùng cùng với tràn ngập sát ý để người khắp thiên cảnh cảm thấy sợ hãi đúng lúc này một giọng nói đạm mạc vang lên từ bỏ đương nhiên sẽ không không giống các ngươi sau khi phi thăng quên thân phận làm người tàn sát hậu nhân, cũng công làm người. Trong hoàng cung có một vệt kim quang bay lên, xuyên thủng lôi vân, Khương Trường Sinh bên trong kim quang bay lên, hắn đã kích hoạt pháp bảo toàn thân. Tiếng của hắn càng lớn, truyền khắp toàn bộ thiên cảnh, không có thương tổn đến lỗ tai người trong thiên hạ, lại có thể làm cho người trong thiên hạ nghe được rõ ràng. Cũng công làm người. Có ý tứ gì? Thiên địa chi thần đến từ nhân tộc. Các châu thiên cảnh xôn xao, nhất là kinh thành, Vô số võ giả trôi nổi ở vùng trời trên thành trì, ngửa đầu nhìn lại, bọn hắn lẫn nhau nghị luận, xác định mình không có nghe lầm, bọn hắn phẫn nộ. Thiên địa chi thần không hiểu thấu nhằm vào bọn họ, đã để bọn hắn không có thể hiểu được, kết quả thiên địa chi thần còn là tiền bối nhân tộc. Quá mức châm chọc. Nguyên lai mong muốn hủy diệt nhân tộc lại là nhân tộc. Cái tên này cũng hiểu được mượn cơ hội bắt lòng người. Tử hoàng thần quân cười nói. Thường giao lang biểu môi nàng cũng cảm thấy không phải là mượn cơ hội. Nhân tộc xác thực nên biết được chân tướng, không thể luôn là để đạo tổ một người gánh chịu. Ngay cả chính nàng cũng không có ý thức được, nàng đã bắt đầu khuynh hướng đạo tổ. Một bên khác, xuyên qua lôi vân cuồn cuộn, Khương Trường Sinh đi vào phía trên nhất trọng thiên, trước nam thiên môn, ngũ đại võ thần ngạo nghễ mà đứng, ba người trong đó còn dẫm lên phía trên nam thiên môn, quan thông u đã sớm rời đi năm ngàn tôn võ đế phân tán trên biển mây cấp tốc hình thành vòng vây tất cả đều nhìn xuống khương trường sinh mặt tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh thường như là đang nhìn sâu kiến chí dương thần quan sau lưng lơ lửng khương trường sinh khiến võ giả trên trời đều không thể nhìn trộm hình dáng của hắn hắn ngẩng đầu ưỡn ngực tựa như đối mặt tiên thần đầy trời quả thật rất thần bí lão phu nhất định phải vạn đầu của ngươi xuống một võ thần khôi ngô như gấu cười gằn nói một thân chiến giáp bị chân khí xỏ xuyên qua, ngưng tụ ra hư ảnh phiêu phù phía trên ở chiến giáp. Hắn dậm chân đi tới phía Khương Trường Sinh đi, những người khác cười nhìn, hoàn toàn không có xem Khương Trường Sinh thành chuyện gì to tát. Lôi vân cuồn cuộn, sấm sét vang dội, bọn hắn giống như dằn co ở trong hỗn độn. Cùng lên đi, một tên không đáng chú ý. Khương Trường Sinh đạm mạc nói, hai tay của hắn không có nâng lên, kim lân diệu thụ đã trôi nổi bên người, sơn hải kinh, khiên địa bảo giám thì vòng quanh trước ngực, lưu kim dương cầu đạo bào kịch liệt lay động, lẫm liệt trung động. Lời hắn để ngũ đại võ thần sửng sốt, năm ngàn võ đế ồn ào cười to. Đủ loại lời khó nghe, kinh miệt tuôn vào trong tai Khương Trường Sinh. Cùng tiếng lên. Ngươi cũng xứng. Diện mạo võ thần khôi ngô giữ tận cười nhạo, tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên dừng lại, hai mắt trừng lớn, bên trong hai con mắt của hắn phản chiếu lấy một đạo kiếm ảnh màu lam không chỉ có là hắn trước mặt tứ đại võ thần khác cùng với năm ngàn võ đế đều lơ lửng một đạo kiếm ảnh màu lam hồn niệm thần kiếm sát cơ khủng bố khóa chặt tất cả mọi người bọn hắn tiếng cười của bọn hắn đều hơi ngừng một giọng nói băng lãnh truyền vào trong tai bọn hắn chuẩn bị kỹ càng hồn phi phách tán chưa nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha